Ai uống nước yến vậy? Của ai vậy? Của con á, không được đụng vô. Tại sao bệnh? Giải thích cho mọi người biết là tại sao bệnh. Nói đi. Bệnh nặng, hôm nay lên 800 đường. Có nghĩa là vì chất ok. Tổ chức sinh nhật lời quá là bị bệnh luôn phải không? Cải uống coi. Ôi của Hân Trần mà sao cải uống nè. Con báo cho gì chết tiếp trước. Gái nhầm ba lợi gái. Gái nhầm ba lợi gái. Gái này là gái sang trọng, gái quý phái. Gái này là gái bơm ngon, phải là gái tóc thổi. Mà là gái miếng diêm. Gái ở sao? Gái này đi xe đó là xe, xe hai cửa. Có người mở. Về nhà là nhà nghĩa địa mà. Cái này là sắp đống cầm. Nhà nghĩa địa phải không? Lị bánh mì hấp lên chưa? Cái này cao, cao 1m79. Cái cái kiên hàng không. Nướng nước dừa con. Kêu quả đúng không? Ủa tôi gì? Kêu quả đi đem lên ăn. Thèm lắm. Mấy phần? 5 phần. 5 phần bánh mì nước dừa hả? Miếng dừa thôi em ơi, đúng rồi. Mì mua cái đống vô. 7 ly dữ vậy. Bà mua chặt nước à, vượt ra không được. Chặt em nó chụp cái mắt lại. Khôn. Khó mở lắm. Trứng ơi, trứng cho con ý kiến rồi. Gà đen nó xin vô nhóm con rồi nè. Bây giờ trứng cho con ý kiến là như thế nào? Vô đó nguyên dành với mày hả? Ừ, rồi bà cho ý kiến đi, bà thấy sao được không? Tao đang tặng nó chiếc xe lăn á, tao chiếc dần. Bà thấy bà có thương gà đen không? Bà góp ý giùm tôi coi chất. Vợ của ông mối tình đầu mà ông hỏi tôi. Mối tình đầu mà. Nhưng mà nói bây giờ nó phản bội rồi. Bây giờ có cho nó quay về không? Không. Tại sao vậy? Con tao với mày tâm trời. Ông Bình Dân kêu tao ra quay mày mấy ngày á. Nói là đâu có gặp ổng đâu mà quay. Trời ơi, tôi ngồi bên 43 Nguyễn Chí Thanh, bà đã thừa không gặp. Là sao? Thì ổng nói ra Hân Trần cho quay đi. Lâu lắm không gặp anh Bình Dân, không biết ảnh dạo này sao nữa, công việc chắc bận. Chúc anh Bình Dân sức khỏe dồi dào nha. Nhớ anh làm có tiền anh tặng cho dì Chất nha. Dì Chất thương anh Bình Dân lắm. Nói đi, nói. Anh Bình Dân làm có tiền cho bà Chất nha, với anh Ninh Hồ. Ảnh Hồ mà ta đặt Hồ. Chúc anh Bình Dân may mắn nha, và sức khỏe nha. Có tài có lộc nha. Chắc bầu không? 5 phần bánh mì, 5 phần bánh mì phải không? 5 phần, 5 dài hả? Tiện nậu với ai vậy? Giống ăn đâu. Em sẽ có màn 5 phần. Mới nói là người bận rồi. 10 phần đúng rồi đó. Anh em giờ anh biết là cái nói không? Chớ chào, không chào mọi người cái, chào mọi người cái. Chào hoài. Đừng nói không có tiền mà không chào nha. Hôm qua ai tổ chức sinh nhật cho? Cái ơn cái nghĩa còn ngay chỗ đó, còn động vô trong môi á. Ai tổ chức sinh nhật cho hoành tráng vậy? Ai tặng bông? Ông có công chồng tao. Trời ơi, bậy hao bậy vậy. Con người có bảo qua cầu rút ván bên đây người ta tổ chức si sinh nhật hoành tráng. Quảnh 4 năm tờ. Mất là cái chuyện của gì chết. Ok gì bà giao. Bây giờ bà có cần tôi thương công an bắt cái người đó không? Tôi biết cái người lấy của bà luôn nè. Nó giúp hồi nào không hay luôn á cậu. Nhật lời quá trời, nghe nói lời quá trời cho nên lấy tiền luôn kìa. Trợ lý bà đi theo sinh nhật mà bà găng không, bà đem theo trợ lý. Rồi cái người trợ lý nghe nói phong phanh, không biết phải cái người trợ lý mà giữ tiền đó bị mất tiền rồi lấy tiền gì không biết phải không. Gan ghê, đi sinh nhật có trợ lý, dạo này giống như ngôi sao Hoàng A vậy. Trời ơi, sinh nhật có anh trợ lý mới thấy luôn. Sao sáng luôn á. Rồi, người ta tổ chức sinh nhật hoành tráng cho, ok, ai trên mạng ta cũng khen ào ào hết á. Kêu cho tí không? Em ăn gì kêu đi, anh bao cho tí không? Bao mình em thôi.
Tại em có công đi kêu cơm cho anh thì anh bao rồi. Trời ơi, rồi thấy không? Mới nói bao chỉ hòn mà ganh tị đó, trội nguyên cái hộp vô hơn trần luôn nè. Ôi ơi, ngồi gì? Tổ chức sinh nhật cho hoành tráng chưa có lời cảm ơn, còn nói này nói kia nữa. Em cảm ơn chị Thảo đã tổ chức sinh nhật cho chị Chất hoành tráng. Em cảm ơn con của chị Thảo là cô Thảo tổ chức sinh nhật hoành tráng. Em cảm ơn anh Hơn Trần tổ chức cho chị Chất sinh nhật hoành tráng. Em cảm ơn anh chị Mạnh Thuần đã tặng tiền cho bà Chất. Không biết gì á, bên đây người ta làm cho hoành tráng rồi không có một lời khen nữa. Bây giờ kêu cà phê, bao cà phê uống rồi mới đúng á. Rồi mất thừa. Mất thường rồi nói thừa. Ê, bà giữ bà mất. Còn kêu công an bắt đi bà không chịu. Bà binh lắm. Thấy quan đi chơi đỉ. Quang, tao thấy đi chơi đỉ, ai có quần xe lép màu đỏ. Quang đầu nhỏ hay quang đầu bự? Nó chơi ai nè? Ai biết đi chơi ai á? Nó chơi ai nè? Ai có quần xe lép màu đỏ? Ở đằng trước là con bướm. Em xin chào anh chị trong nước và ngoài nước ha. Hôm nay em làm rõ một cái vấn đề rất là nhức nhối luôn. Vì Chất á, thì bên đây sinh nhật, dĩ qua bên chỗ khác á, dĩ nói khác. Bả nói bên đây á là vụ bả lấy tiền rồi xong rồi lấy vàng của bả nữa. Rồi tiểu tử bà lấy hai cái sợi dây chuyền của bả trả ngay cho dì Chất cho tôi. Mẹ con, mẹ cho con được gì? Cho sao tính kìa. Mà sợi dây chuyền nó bằng mũ má ơi. Bằng mũ đó ơi. Mẹ đòi. Mẹ cơm vô, cơm vô. Bằng mũ mà mẹ đúng mẹ. Cái người dữ vậy. Nè. Ba viên này nữa là bốn, bao nhiêu tiền? Trang liếc kìa, Không có tính ba đó nha, em biết tư tôi, không có tính bằng bên đó. Được chứ con hơn cơm, thôi rồi hơn trời không tối chứ nữa rồi. Hết mẹ, không có tính bên này, không tính hai bên này. Tính bên này, tính đây, ta sẽ tính đây, không đúng quá vậy. Tính này với bên lại là ba bốn người. Bốn dĩa nè, 1, 2, 3, lấy được 4 rồi. 4 dĩa. Phải làm dấu nè, phải làm dấu ai dám ăn của quả. Bốn dĩa thêm cái hoa thì tính đúng không? À, nhiêu. Ai ăn cái trứng với ăn bà nội thì chết à. Lại nhiêu tiền. Mẹ ơi, cho ăn mà mẹ chủ. Cái hoa là 25 ngàn. Mẹ. Bao nhiêu? 173. Tao tưởng 573 bà về chứ quà lại. Sao rẻ dữ vậy trời? Bên đây nữa không? Có tính này chưa? Rồi. Bốn dĩa là ai? Ai? Pha, dừng lại. Thôi đi. Mấy đứa này cũng hoài, bà vô duyên bà cứ lại hoài. Bốn dĩa là ai? Để em biết là phải cảm ơn bà Chất đàng hoàng nha. Thứ nhất, tiểu tử. Thứ nhì, anh Danh. Rồi là hai dĩa rồi đó. Thứ ba, bà Chất phải không? Rồi thứ tư, tỷ. Vậy là không có bao hơn Trần nha. Ok biết rồi, hiểu cuộc sống rồi. Cuộc sống này lắm đau thương, ngày chủ nhật biết lên phường. Không có bao hơn Trần nha cả nhà. Biến ai tổ chức sinh nhật, ai mời bầu xô ca sĩ đến hát cho bà, bây giờ bà đối xử ngược đãi như vậy, ai đưa bà lên idol? Cái đó là dĩ vãng của ngày xưa rồi mẹ, nói đi. Dĩ vãng của ngày xưa. Quên đi không chẳng. Ủa họ không bao quan hả? Đất. Không bao quan hả? Ai biết đó. Không. Cơm mà. Con chạy đi. Ơn nghĩa tới đây hết rồi. Ngày xưa Hơn Trần có hứa với dì Chất là sau khi dì Chất mất á thì Hơn Trần tài trợ cho dì Chất cái dàn kèn. Ngày hôm nay thì chính đất là tình cảm cắt đất ha. Dàn kèn là sao Hơn Trần xin rút lại, không có tài trợ cho Chất nữa nha. Để chị tiểu tử tài trợ. Để cho con bả ăn cơm đi rồi con bả tài trợ cho bả. Dàn kèn, dàn bông, dàn hoa rồi đó, tài trợ đi. Lắng mà ăn trang kìa, cho vàng gì.
Kèn gì? Kèn tay. Tại chờ cho bà dặn kèn tay, thổi cho nó mau đi. Mẹ tâm đi mẹ. Để thằng nó coi dữ dợn không lo. Đang đây. Để mà chuối thằng cũng tử quá rồi. Mẹ trai cứu mẹ không bỏ cơm mẹ chù mẹ kèn đừng chù mẹ kèn rồi hồi quăng vậy nè chị gì rồi ăn vậy đó quăng vậy đó dặn mặt ghê quá. Sau này đám ma hả là không có dặn kèn tay để mà thổi luôn, không có dặn ọt là không có gì luôn, cho bù mã luôn. Trần rút lại lời tài trợ cho bà chất nha. Cái bà chơi kiểu này ok, bà không có ao gì chứ nè. Ăn thì ăn cơm ớt, ăn thêm trái hoa nữa cho có sức. Có sức rồi chửi thề. Khúc này cha mẹ con thân nghe bao nhau á. Bao nhau thân con nhỏ nhỏ nữa. Thôi ha. Mẹ nói ăn đi, chút tí mẹ em đi gặp tiền vàng luôn á. Mua chiếc nhật âm mua nó nhầm lại. Trời ơi trời. Mua 7 triệu mà. Mua cho tiện tử hay gì? Mua cho mẹ á. Mua cho 10 triệu thôi. Mọi người ơi coi tài trợ cho chất nha, chứ hơn chừng là hết thuốc rồi. Sau này sau này 100 tuổi già sao? Tụi ăn thấy ghê không? Ăn ở giờ người ta có muỗng có nĩa rồi không ăn, ăn bóc ăn giống khờ me nghe vậy á. Điện vậy rồi tí hồn tí là để thầy biết trả không phải không, giờ không phải trả đi rồi chứ mà không có tiền chứ mà vậy đúng không. Điện vậy tí hồn điện vậy với bạn đi chờ ghét bà chết rồi. Đừng lấy tí hồn, bạn có trả tiền cơm em đâu mà lấy, không lấy. Rồi dục đó ăn xong dục xương vô người ta vậy đó. Đó thấy chưa? Em cầm cục xương lên kìa. À, ngoại. Cái con mà. Cái gì? Ăn cục xương không? Rồi cho mình không. Bây giờ chúng tôi hỏi bà vụ này mà không chịu qua hỏi giùm bà Lệ coi, ra bà đợi coi bà Trang. Thôi chỗ đó nhỏ xíu em không có làm được đâu. Nhỏ xíu mà sao mà làm cái chỗ cái hẻm nó đừng đi. Điểm đó em biết ta làm cái gì không? Ê bà ăn cơm mẹ bà có thấy tiêu quá ngon không? Ngon mẹ tụi bà nó ngon, cơm ngon. Tụi nhà mẹ bao cho ăn ngon. Đem có dài đi qua bển thai luôn. Ăn đi rồi dưỡng xương với bà nghe chưa. Bà chuyên gia ăn xong rồi bà gài đó. Đó rồi bà bắt trả tiền cà phê lại đó. Bà tố chắc luôn. Không. Bà đừng có đánh, bà có tìm ở vòng dài, mới tìm ở đội. Thử mà chặt chẽ đi, coi bị tố không biết liền, hay không biết rộng rãi. Thử đi. Lấy trang đi mà. Thôi giờ bây giờ không chơi hai mẹ con nữa, giờ tẩy hai mẹ trang hai mẹ con. Thử đi, thử chặt chẽ một cái đi, coi bị tố không biết liền. Tẩy trang hai mẹ con. Hai mẹ con điện tử. Trời ơi, ở đây ở trên là mấy phường bị rồi. Chứ mẹ không bị. Bị tố mấy lần rồi. Quán qua cái lúc cho mẹ ăn. Mẹ cần chi? Mà nãy là cảm ơn bà nha. Bà đang chạy xe ở đâu mà bấm cơm? Ờ, đồng nghiệp lắm. Bà làm gì vậy? Ghét, không bao tôi ghét. Ganh tị gì đó. Coi cái chỗ nào xấu nhất tôi quay, chứ tôi không quay cái chỗ nào đẹp. Mẹ bao đi mẹ ơi. Không, nước biết là không. Không nha mẹ. Ôi Thảo kiến giùm cái đi. Không nha. Để rồi kiến, bà nhai xuống vô cùng xương không bà. Bà nhập viện. Để ông kiến vô. Bà nuốt cùng xương là bà nhập viện. À, bỏ mứa rồi đó, thôi rồi xong rồi đó. Đó. Rồi còn nhiêu là như đây là bỏ hết rồi đó. Rồi xong rồi đó. Rồi đem ra mà đó. Đó. Đó, vậy đó. Đó, cả nhà thấy rồi đó. Đó. Ờ cái cục cái mỏ ơi. Không có biết ăn ăn đi. Rồi không biết ăn kêu làm gì. Không có biết ăn đó. Kiểu không ăn đi. Nè. Kiếp sau không có mà ăn đâu nha. Đi ra ngoài luôn chứ rộng. Ăn đây để ngủ mà ăn đi kìa. Kìa tiếc kìa. Chất kêu bà ăn luôn đi.
ăn luôn đi, ăn đại mẹ con rồi, có nhầm nhò gì đâu. Đâm bà đi. Đâm bà. Bảo vừa đánh tâm bà sặc chết á. Tâm bà sặc chết chưa, tâm bà. Bốn bà hả? Sáu bà. Sáu mươi bà. Sáu bà con gì? Con khỉ. Múa bên đó hết trơn lắm.